Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý ngày hôm nay. Hỏa lực Moscow áp đảo, Kiev oan mình phản công. Xung đột Nga-Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi Moscow nhắm vào các nước giúp Kiev. Houthi tuyên bố tập kích cảng Israel, theo Aviv dọa gây xung đột với Hezbollah. Điện Kremlin nói ông Zelensky sẽ bị thay thế. UAV của Ukraine liên tiếp tấn công nhà máy lọc dầu Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ cấm địa với vũ khí Washington dù cho phép Ukraine dùng để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine tấn công phá hủy tàu Nga ở Crimea trong đêm. Ngày 7 tháng 6, Al Jazeera đã dẫn nguồn thông tin không quân Ukraine cho biết lực lượng này đã bắn hạ 17 trên 18 máy bay không người lái UAV trong một cuộc tấn công của Nga. Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công của Nga nhằm vào 4 khu vực khác nhau, trong đó một UAV bị bắn hạ đã gây hỏa hoạn ở khu vực Khmelnytsky nhưng không gây thiệt hại về người. Pháo binh và xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine đang hoạt động tích cực ở Chasovia, phá hủy nhiều tòa nhà nhiều tầng và gây áp lực mạnh mẽ lên các vị trí của quân đội Nga. Tuy nhiên, với tình hình, lực lượng Ukraine vẫn không hề dễ dàng. Hiện tại, quân đội Ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát thành phố, bất chấp việc mất phần phía nam và phía đông của tiểu quận Novi, cũng như một phần tuyến đường sắt. Để giữ vững các vị trí và tăng cường gia tăng áp lực lên các đơn vị tấn công của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang tích cực sử dụng pháo binh và máy bay không người lái tấn công vào các vị trí của Nga. Theo AVP, lực lượng Ukraine cũng đang di chuyển bộ binh và thiết bị tới Dileyevka và Belaya Gora nhằm cố gắng giữ vững các tuyến phòng thủ và ngăn chặn quân đội Nga tập trung lực lượng để triển khai các cuộc tấn công. Tại khu vực Kleschaivka, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát ngôi làng, nhưng do mật độ hỏa lực của pháo binh Nga và sự hoạt động hiệu quả của máy bay không người lái khiến cho lực lượng Ukraine không đạt được thành công. Mỗi ngày trên hướng Kharkov, lực lượng vũ trang Ukraine mất tới hơn 50 đơn vị thiết bị và vũ khí. Đây là con số đáng lo ngại trong thực trạng Ukraine đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt khí tài. Xung đột Nga-Ukraine đang ở bờ vực nguy hiểm khi chiến sự có thể lan rộng và vượt tầm kiểm soát của các bên. Đáp trả những bước leo thang của phương Tây, Điện Kremlin tỏ ra cứng rắn hơn bao giờ hết, sẵn sàng ăn miếng trả miếng đối với đối thủ. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã nói rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và để cho Ukraine sử dụng những vũ khí này để tấn công vào lãnh thổ Nga là một bước đi nguy hiểm, có thể thúc đẩy Nga hồi đáp bằng cách làm điều tương tự với các mục tiêu của chính phương Tây. Tổng thống Putin phát biểu tại một họp báo ở San Petersburg vào ngày 5 tháng 6 năm 2024. Nếu ai đó nghĩ rằng có thể gửi những vũ khí như vậy tới vùng chiến sự để đánh vào lãnh thổ của chúng tôi, gây ra vấn đề cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có quyền gửi vũ khí cùng chủng loại tới những khu vực trên thế giới này, nơi người ta có thể thực hiện tấn công vào các mục tiêu nhạy cảm của những nước chống lại Nga? Hiện chưa rõ ông Putin sẽ bố trí vũ khí Nga ở những khu vực nào bên ngoài lãnh thổ nước này. Trong một buổi họp báo nói trên, Tổng thống Putin nêu đích danh nước Đức khi ông phê phán các nước phương Tây. Theo ông Putin, Đức giáng đòn đầu tiên của quan hệ song phương giữa hai nước khi cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Nhưng việc Đức cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của Đức để đánh vào lãnh thổ Nga thậm chí còn tệ hơn nữa. Ông Putin cho rằng động thái thứ hai này của Đức đang phá hủy hoàn toàn quan hệ Nga-Đức. Nhóm vũ trang Houthi tại Yemen tuyên bố lực lượng này đã cùng nhóm dân quân ở Iraq tiến hành hai hoạt động quân sự chung nhằm vào cảng Haifa của Israel. Hoạt động quân sự đầu tiên nhằm vào hai tàu chở trang thiết bị quân sự nằm ở cảng Haifa của Israel, trong khi tấn công thứ hai nhằm vào một con thuyền vi phạm lệnh cấm cập cảng Israel do chúng tôi đặt ra. Hãng tin Al Jazeera dẫn lời phát ngôn viên Houthi Yahya Sareh nói hôm 6 tháng 6. Ông này cho biết một số máy bay không người lái đã được sử dụng trong các cuộc tấn công và mục đích của hoạt động tập kích này là nhằm trả đũa cho chiến dịch quân sự của Israel ở thành phố Rafah thuộc miền nam dải Gaza. Tuy nhiên, phát ngôn viên Houthi không đưa ra những hình ảnh hay video để chứng minh cho tuyên bố của mình. Người phát ngôn của quân đội Israel, Trung tá Peter Lehner, trong một thông cáo ngay sau đó đã gọi những tuyên bố trên từ nhóm Houthi là sai sự thật. Tổng thống Israel Isaac Herzog gần đây đã tuyên bố rằng toàn thế giới sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu Israel đáp trả mối đe dọa tới từ phía Bắc
và Tel Aviv đang chuẩn bị leo thang xung đột với nhóm vũ trang Hezbollah. Trang Yahoo News dẫn lời ông Hezos nói, cả thế giới phải nhận ra rằng Israel không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ người dân của chính mình, và họ đừng lấy làm ngạc nhiên nếu chúng tôi đáp trả một cách mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Các cuộc tấn công từ Hezbollah phải bị ngăn chặn. Những tuyên bố trên của Tổng thống Israel được đưa ra trong bối cảnh các cuộc pháo kích hôm 3 tháng 6 của Hezbollah đã gây ra hàng loạt vụ hỏa hoạn ở miền Bắc nước này. Gần đây nhất là vào ngày 5 tháng 6, lực lượng Hezbollah đã sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM nhằm vào bệ phóng tên lửa thuộc hệ thống phòng không vòm sắt đặt tại khu định cư Ramot Naftali nằm cách biên giới Israel-Lebanon khoảng 4 km. Điện Kremlin tin rằng Tổng thống Zelensky sẽ bị thay thế sau khi phương Tây đạt được mục đích. Nga xem xét lập vùng liên bang gồm 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập từ Ukraine. Theo RT, trong ngày 6 tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng phương Tây sẽ làm việc với ông Volodymyr Zelensky cho tới khi Tổng thống Ukraine hoàn thành nhiệm vụ. Ông Peskov nói đó là một điều rõ ràng và ông Zelensky sẽ bị thay thế sau khi phương Tây đạt được mục đích. Việc giảm độ tuổi nhập ngũ đã tạo ra những phản ứng tiêu cực trong xã hội Ukraine. Truyền thông Nga cho biết, tuyên bố của ông Peskov đã bổ sung thêm cho bình luận của Tổng thống Putin khi phủ nhận Điện Kremlin tiết lộ rằng Mỹ đang gây sức ép để Ukraine hạ độ tuổi nhập ngũ. Mới đây, Tổng thống Putin đã nhận định Washington muốn Kiev hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 20 hoặc 18. Ukraine cần nhận thêm nhân lực để bù đắp cho tổn thất trên tiền tuyến. Cần thực hiện nhiều bước để thông qua những điều luật này. Bây giờ là tháng 6. Tôi nghĩ rằng ông Zelensky sẽ ở lại tới mùa xuân năm sau. Sau khi xong việc, phương Tây sẽ nói tạm biệt với ông ấy. Cũng theo Tổng thống Putin, phương Tây đã có sẵn một vài ứng viên tiềm năng để trở thành Tổng thống tiếp theo của Ukraine. Chỉ trong ngày 6 tháng 6, Ukraine đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy lọc dầu ở Nga, ở Belgorod và Rostov. Theo Pravda, rạng sáng ngày 6 tháng 6, một kho dầu của Nga ở vùng Belgorod đã bị máy bay không người lái Ukraine tấn công. Hoạt động này do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU lên kế hoạch và thực hiện. Thống đốc vùng Belgorod cho biết, một trong những bể chứa dầu tại kho chứa ở thành phố Stary Oskol đã bốc cháy. Cùng ngày, một đám cháy lớn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu ở Novosastinsk thuộc vùng Rostov, phía nam của nước Nga. Nguyên nhân gây hỏa hoạn được xác định là do cuộc tấn công của máy bay không người lái UAV. Thống đốc vùng Rostov, ông Vasily Golubev cho biết, đám cháy bắt đầu trong diện tích khoảng 50m², sau đó lan rộng đến 100m². Hơn 15 phương tiện và 120 người đã được huy động tham gia dập tắt đám cháy. Kể từ đầu năm 2024, Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu ở Nga ở nhiều khu vực khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả những hành động này là phản ứng của Ukraine trước những cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, Vasil Maliok đã tuyên bố những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đã làm giảm 12% sản lượng lọc dầu của Nga. Tổng thống Joe Biden nói Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC News hôm 6 tháng 6, Tổng thống Biden xác nhận các lực lượng Kiev được phép sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng chỉ được sử dụng ở gần biên giới, nơi vũ khí Nga ở trên lãnh thổ Nga chuẩn bị tấn công vào các mục tiêu cụ thể ở Ukraine. Ông Biden cho biết, chúng tôi không cho phép tấn công xa hơn 320 km vào lãnh thổ Nga và chúng tôi không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow, vào Điện Kremlin. Vào tháng 5 năm 2023, Nga cáo buộc Ukraine muốn tấn công Điện Kremlin. Vào thời điểm đó, các quan chức Nga tuyên bố hai máy bay không người lái UAV của Ukraine đã bị vô hiệu hóa ở trung tâm Moscow và vụ tấn công bất thành này được cho là âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Biden cho biết ông lo ngại về phản ứng của Tổng thống Putin trước những sự thay đổi trong chính sách của Mỹ về các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga trước đó cho rằng quyết định này là sự xác nhận của các nước phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU đã công bố những hình ảnh
Một tàu kéo của Nga ở bán đảo Crimea bị phá hủy trong cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 6 tháng 6. Theo Pravda, vụ tấn công do lực lượng đặc nhiệm số 9 của DEU thực hiện nhằm vào tàu kéo thuộc dự án 498 Saturn Protei của Nga. Phát ngôn viên DEU Andriy Yusov đã xác nhận vụ tấn công xảy ra vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương. Ông cho biết thêm, vụ tấn công được thực hiện sau khi Ukraine đột phá thành công hàng rào phòng thủ của quân đội Nga ở Biển Đen. Truyền thông ở Crimea cũng đã đưa tin, người dân đang nghe thấy tiếng nổ ở gần làng Chornomorske trên bán đảo vào lúc sáng sớm. Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.